Hỏi cô là fan à? Tự nhiên là thấy thấy hai người cầm hoa ra đây à, đây là mẹ Quý Anh à? Cô thật sự là cô cảm ơn rất là nhiều anh chị em ở đây yêu thương Quý Anh và chán idol nhỉ, không ai xin chụp ảnh này, người ta lại vào người ta nhờ chụp ảnh. Trẻ trung nhỉ, tính cách trẻ trung ấy. Ồ, sao rồi kiểu Quý Anh cũng không nhận ra mẹ luôn mọi người ạ. Trời ơi. Đi đi có 15 ngày, 16 ngày đi ra xa Angola mà không nhận ra mẹ nữa. Mẹ chạy ra không nhận ra luôn Nam ạ. Mẹ chạy ra ôm mẹ chạy ra ôm chị Lệ trước nha. À ôm mình trước. Sao rồi mình nghĩ là mình tưởng là kiểu fan của Quý Anh, bởi vì là lúc đầu là kêu là Quý Anh ơi. Sao mình nghĩ là ui chết rồi, fan Quý Anh sao ôm mình ta. Anh cứ bảo là cô là mẹ của Quý Anh đây, cô nói chung là trẻ trung lắm.